Mày nghĩ mày lịnh tao được thì để tao tha tội cho mày gì? Hả? Mày ra đây. Mày ra đây ngồi đây. Ngồi xuống. Ngồi tử tế. Không nhờn. Ngồi tử tế. Ngồi tử tế. Không nhờn mày nữa. Tao bực lắm rồi. Xem cái mặt của mày. Ông đã bảo là ông không có nhà thì phải trông nhà. Thế mà anh Kiên ở nhà mở cửa của mày ra là mày chạy mất. Mày còn lạy à? Tao cũng chẳng tha lần này đâu. Mày làm đây. Làm ra. Làm ra. Đây. Làm ra. Quý vị với các bạn xem là đây hai hòn giái nó đây. Đây. Liệu có lên cắt nó đi không? Con này không hoãn là thì mất toi. Con này rất là thớ lợ. Nằm ra. Hỏi quý vị xem là có lên hoạn hai hòn giái được không? Để cho nó đỡ đi. Đây. Quý vị nhìn hai hòn giái này này, các bạn này. Về nó lịnh hót. Xong rồi nó xăm xắn. Nhìn cái mặt nó đây. Hai hòn giái này dễ hoạn lắm đây. Thử hỏi xem là tội của mày có đáng để hoạn để cho được mày đỡ bị vào lồi không? Quý vị comment xem có lên hoạn hoạn hai hòn giái hay không nhá. Đấy. Video của tôi đến đây là tôi tạm dừng. Hỏi quý vị xem là có lên hoạn không? Cái con này mà cứ đi chơi này thì chắc chắn là không chết thì mất, nó đập chết. Mẹ còn đi chơi tối ban ngày đã sợ rồi. Tao bất lực mày.